Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 23. Sarah hưởng thọ được 127 tuổi. Ấy là bao nhiêu năm của đời Sarah? Sarah qua đời tại Kiriat Araba, tức là Hebron thuộc về xứ Canaan. Abraham đến chịu tang cho Sarah và than khóc người. Đoạn Abraham đứng dậy trước người chết mình và nói cùng dân họ hết rằng: Ta là một khách kiều ngụ trong vòng các ngươi. Xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi để chôn người thác của ta. Dân họ hết đáp rằng: Lạy Chúa, xin hãy nghe chúng tôi. Giữa chúng tôi Chúa, tức một quân trưởng của Đức Chúa Trời. Hãy chôn người chết của Chúa nơi mộ địa nào tốt hơn hết của chúng tôi. Trong bọn chúng tôi chẳng có ai tiếc mộ địa mình đặng chôn người chết của Chúa đâu. Abraham bèn đứng dậy sắp mình xuống trước mặt các dân của xứ, tức dân họ hết, mà nói rằng: Nếu các ngươi bằng lòng cho chôn người chết ta, thì hãy nghe lời và cầu xin Ép-rôn con của Sô-ha dùm ta, đặng người nhượng cho ta hang đá mặt Bê-la ở về tận đầu đồng người, để lại cho đúng giá, hầu cho ta được trong vòng các ngươi một nơi mộ địa. Vả Ép-rôn người Hê-tít đang ngồi trong bọn dân họ hết đáp lại cùng Abraham trước mặt dân họ hết vẫn nghe và trước mặt mọi người đến nơi cửa thành mà rằng: Không, thưa Chúa, hãy nghe lời tôi. Hiện trước mặt dân tôi xin dâng cho Chúa cánh đồng và cũng dâng luôn cái hang đá ở trong đó nữa. Hãy chôn người chết của Chúa đi. Abraham sắp mình xuống trước mặt dân của xứ và nói lại cùng Ép-rôn hiện trước mặt dân của xứ đang nghe mà rằng: Xin hãy nghe, ta trả giá tiền cái đồng, hãy nhận lấy đi thì ta mới chôn người chết ta. Ép-rôn đáp rằng: Thưa Chúa, hãy nghe lời tôi. Một miếng đất giá đáng 400 siếc lơ bạc mà tôi cùng Chúa thì có giá chi đâu, xin hãy chôn người chết của Chúa đi. Abraham nghe theo lời Ép-rôn trước mặt dân họ hết, cân 400 siếc lơ bạc cho người là bạc thông dụng nơi các tay buôn bán. Vậy cái đồng của Ép-rôn tại mặt Bê-la nằm ngang Mam-rê, nghĩa là cái đồng ruộng hang đá, các cây cối ở trong và chung quanh theo giới hạn đồng đều trước mặt có các dân họ hết cùng mọi người đến cửa thành nhận chắc cho Abraham làm sản nghiệp. Sau các việc đó, Abraham chôn Sarah vợ mình trong hang đá của đồng mặt Bê-la nằm ngang Mam-rê tại Hebron thuộc về xứ Canaan. Đồng và hang đá đó đều có các người họ hết nhận chắc để lại cho Abraham dùng làm mộ địa. Chương 24. Vả Abraham đã già, tuổi đã cao, trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người. Abraham nói cùng người đầy tớ ở lâu hơn hết trong nhà mình, có quyền quản trị các gia tài mà rằng: Xin hãy đặt tay lên đùi ta, và ta sẽ biểu ngươi chỉ Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của trời và đất, mà thề rằng: Ngươi không cưới một cô nào trong bọn con gái của dân Canaan, tức giữa dân ấy ta trú ngụ làm vợ cho con trai ta. Nhưng hãy đi về quê hương ta, trong vòng bà con ta, cưới một người vợ cho Isaac, con trai ta. Người đầy tớ thưa rằng: Có lẽ người con gái không khứng theo tôi về xứ này. Vậy có phải tôi dẫn con trai ông đến xứ mà ông đã ra đi khỏi chăng? Abraham nói rằng: Hãy cẩn thận, đừng dẫn con ta về xứ đó. Jehovah là Đức Chúa Trời trên trời, là đấng đã đem ta ra khỏi nhà cha ta và xứ sở ta, có phán và thề rằng: Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này. Chính Ngài sẽ sai thiên sứ đi trước ngươi, và nơi đó ngươi hãy cưới một vợ cho con trai ta. Nếu người con gái không khứng theo, thì ngươi sẽ khỏi mắc lời của ta biểu ngươi thề, mà dẫu thế nào đi nữa, chớ đem con ta về chốn đó. Đoạn, người đầy tớ để tay lên đùi Abraham chủ mình, và thề sẽ làm theo như lời người đã dặn biểu. Đoạn, người đầy tớ bắt 10 con lạc đà trong bầy của chủ mình, đem theo đủ các tài vật của chủ đã giao, rồi đứng dậy đi qua xứ Mesopotamia
đến thành của Naco. Người cho lạc đà nằm quỳ gối xuống nghỉ ở ngoài thành, gần bên một giếng kia. Vào buổi chiều, đến giờ của những con gái ra đi xách nước. Người nói rằng, hỡi Jehovah Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi ơi, xin ngày nay cho tôi gặp điều mà tôi tìm kiếm và hãy làm ơn cho chủ Abraham tôi. Này, tôi đứng gần bên giếng này. Các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước. Xin cho người gái trẻ nào mà tôi nói như vậy, xin nàng hãy nghiêng bình cho tôi uống nhờ hớp nước, mà nàng trả lời rằng hãy uống đi rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa, là chính người mà Chúa đã định cho Isaac kẻ tôi tớ ngài, và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy. Người đầy tớ chưa dứt lời, này, nàng Rebecca vác bình trên vai đi ra. Nàng là con gái của Betuel. Betuel là con trai của Minca, vợ Naco, em trai của Abraham. Người gái trẻ đó thật rất đẹp, còn đồng trinh chưa gả cho ai. Nàng xuống giếng nhận đầy bình nước rồi trở lên. Đầy tớ bèn chạy lại trước mặt nàng và nói rằng, xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình. Nàng đáp rằng, thưa Chúa, hãy uống đi. Rồi nàng lật đật đỡ bình xuống tay và cho người uống. Khi đỡ cho người uống xong rồi, nàng lại tiếp rằng, tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc đà Chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi. Nàng lật đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc đà uống. Còn người ngồi làm thinh mà nhìn nàng, để cho biết Đức Giê-hô-va làm thành công việc mình đi đây hay chăng. Khi lạc đà vừa thôi uống, người đầy tớ bèn lấy một khoanh vàng nặng được nửa siếc lơ và đôi xuyến nặng được 10 siếc lơ mà nói rằng, nàng là con ai, xin nói cho tôi biết, trong nhà cha nàng có chỗ nào cho tôi ở nghỉ ban đêm chăng? Nàng đáp rằng, tôi là con gái của Betuel, cháu nội của Minca và Naco. Rồi lại nói, nhà chúng tôi có nhiều rơm và cỏ và cũng có chỗ để cho ở nghỉ nữa. Người bèn cúi đầu và sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà nói rằng, đáng ngợi khen thay Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi. Ngài chẳng ngớt thương xót và thành thực đối cùng chủ tôi. Khi đang đi, Đức Giê-hô-va dẫn dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy. Người gái trẻ đó chạy về, thuật chuyện này lại cho nội nhà mẹ mình. Vả, nàng Rebecca có một anh tên là La-ban. La-ban chạy đến người đầy tớ đó ở gần bên giếng. Vừa thấy khoanh vàng và đôi xuyến nơi tay em gái mình, và đã nghe chuyện Rebecca thuật lại rằng người này nói vậy, thì đi đến người đang đứng gần bên mấy con lạc đà ở nơi giếng nước mà thưa rằng, hỡi người đã được Đức Giê-hô-va ban phước, xin mời vào, sao đứng ngoài này vậy? Tôi đã sửa soạn nhà và dọn dẹp một nơi cho mấy con lạc đà rồi. Người đầy tớ bèn vào nhà. La-ban cỗi yên cho lạc đà, đem cỏ cùng rơm cho các thú đó, rồi lấy nước đặng rửa chân cho người đầy tớ và mấy kẻ đi theo. Đoạn, người nhà bày bữa và mời ăn. Nhưng người đầy tớ nói, không, tôi không ăn đâu, nếu chưa nói được những điều tôi cần phải nói. La-ban đáp rằng, hãy nói đi. Người bèn nói rằng, tôi là đầy tớ của Abraham. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chủ tôi bội phần trở nên thịnh vượng. Ngài cho chủ tôi chiên, bò, bạc, vàng, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Vả Sarah, vợ chủ tôi trở về già, có sinh một con trai cho người. Người đã giao gia tài mình lại hết cho con trai đó. Chủ tôi lại có bắt tôi thề rằng, ngươi chớ cưới cho con trai ta một người vợ nào trong bọn con gái của dân Canaan là xứ ta đang trú ngụ, nhưng hãy về nhà cha ta trong vòng bà con ta mà cưới cho nó một người vợ tại đó. Tôi nói cùng chủ tôi rằng, có lẽ người con gái không khứng theo tôi về. Chủ đáp rằng, Đức Giê-hô-va là đấng ta phục sự sẽ sai thiên sứ theo ngươi làm cho thành công việc ngươi đi, và ngươi sẽ cưới cho con trai ta một người vợ trong vòng bà con ta tại nhà cha ta. Vậy nếu khi ngươi đi về bà con ta mà họ không khứng gả cho, thì ngươi sẽ được gỡ lời thề nặng của ngươi đã thề cùng ta đó. Ngày nay khi đi đến giếng kia, tôi có cầu rằng, lạy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi, xin đoái đến mà giúp công việc của tôi đi đây cho được thành. Này, tôi ngồi gần bên giếng này, cầu xin hễ người gái trẻ nào sẽ ra xách nước mà tôi nói cùng nàng rằng, xin cho tôi uống một hớp nước trong bình, mà sẽ trả lời rằng,
hãy uống đi, rồi tôi sẽ xách nước cho các lạc đà ngươi uống nữa. Xin cho người gái trẻ đó là vợ mà Đức Giê-hô-va đã định cho con trai của chủ tôi. Chưa dứt lời thầm nguyện, bỗng đâu nàng Rebecca vác bình trên vai đi ra xuống giếng xách nước. Tôi nói với nàng rằng, xin cho tôi uống hớp nước. Nàng lật đật hạ bình trên vai xuống mà nói rằng, hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc đà ngươi uống nữa. Vậy tôi có uống và nàng cũng có cho các lạc đà uống nữa. Tôi bèn hỏi nàng rằng, nàng là con gái ai? Nàng đáp, tôi là con gái của Bethuel, cháu nội của Naco và Minca. Tôi liền đeo cái khoanh nơi lỗ mũi và đôi xuyến vào tay nàng. Đoạn tôi cúi đầu và sắp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chủ Abraham tôi, mà đã dẫn tôi vào đường chính đáng để chọn được cho con trai người, con gái của em chủ tôi. Vậy bây giờ, nếu các ông muốn lấy lòng tử tế và trung tín đối cùng chủ tôi, xin hãy tỏ điều đó cho. Dầu không, xin cũng nói cho biết, hầu cho tôi sẽ xây về bên hữu hay là về bên tả. La-ban và Bê-tu-ên đáp rằng, điều đó do nơi Đức Giê-hô-va mà ra. Chúng tôi đâu nói được cùng ngươi rằng quấy hay rằng phải. Kìa, Rebecca đang ở trước mặt ngươi. Hãy dẫn nó đi, để nó được làm vợ của con trai chủ ngươi, theo như lời Đức Giê-hô-va phán định. Đầy tớ của Abraham vừa nghe lời hai người nói xong, liền sấp mình xuống đất trước mặt Đức Giê-hô-va. Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng và áo sống trao cho Rebecca, rồi cũng lấy các vật quý dâng cho anh và mẹ nàng. Đoạn, người đầy tớ cùng các người đi theo ngồi ăn uống rồi ngủ tại đó. Qua ngày sau, khi họ đã thức dậy, người đầy tớ nói rằng, xin hãy cho tôi trở về chủ. Nhưng anh và mẹ nàng nói rằng, hãy cho người gái trẻ ở lại cùng chúng tôi ít ngày nữa, độ chừng 10 bữa rồi nó sẽ đi. Đầy tớ đáp rằng, xin chớ cầm tôi trễ lại, vì Đức Giê-hô-va có làm việc đi đường tôi được thành. Hãy cho tôi đi, trở về nhà chủ tôi. Họ đáp rằng, chúng ta hãy gọi người gái trẻ đó và hỏi ý nó ra sao. Bèn kêu Rebecca và nói rằng, con muốn đi cùng người này chăng? Nàng rằng, tôi muốn đi. Đoạn, họ cho Rebecca em gái mình và người vú của nàng đi về theo người đầy tớ của Abraham và các kẻ đi theo. Họ chúc phước cho Rebecca mà rằng, hỡi em gái chúng ta, chúc cho em được trở nên mẹ của ức triệu người và cho dòng dõi em được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch. Rebecca và các đòi nàng đứng dậy lên cởi lạc đà, đi theo người đầy tớ đó. Vậy người đầy tớ dẫn Rebecca đi. Bây giờ Isaac ở tại Nam Phương từ giếng La Chai Roi trở về. Lúc chiều, người đi ra ngoài đồng đặng suy ngẫm, nhướng mắt lên, kìa ngó thấy lạc đà đâu đi đến. Nàng Rebecca cũng nhướng mắt lên, bèn chợt thấy Isaac, liền nhảy xuống lạc đà và hỏi đầy tớ rằng, người ở đằng trước mặt tôi đi lại trong đồng đó là ai? Đầy tớ thưa rằng, ấy là chủ tôi đó. Nàng bèn lấy lúp che mặt lại. Rồi đầy tớ thuật cho Isaac nghe hết các việc mà mình đã làm. Isaac bèn dẫn Rebecca vào trại của Sarah mẹ mình, cưới làm vợ và yêu mến nàng. Vậy Isaac được giải phiền sau khi mẹ mình qua đời. Chương 13. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnaba, Simeon gọi là Niger, Lucius người Cyrene, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Saulơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Barnaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Vậy Saulơ và Barnaba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucy, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Juda, cũng có dân cùng đi để giúp cho. Trải qua cả đảo cho đến thành Ba-phô rồi, gặp một người Juda kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba-giê-su, vốn ở với quan trấn thủ tên là Seyut Phalut, là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Barnaba và Saulơ đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời.
Nhưng Elima, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên người, ngăn hai người đó ráng sức tìm phương làm cho quan trấn thủ không tin. Bây giờ, Sao-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng: Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó, có sự mù mịt tối tăm phủ trên người. Người xây quanh bốn phía, tìm kẻ để dắt mình. Quan trấn thủ thấy sự đã xảy đến bằng tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Phao-lô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba-phô, sang thành Bẹt-dê trong xứ Pam-phi-li. Nhưng giăng lìa hai người trở về thành Jerusalem. Về phần hai người thì lìa thành Bẹt-dê, cứ đi đường đến thành Antioch xứ Pisidi, rồi nhằm ngày Sa-bát vào trong nhà hội mà ngồi. Vừa đọc sách luật và sách các tiên tri xong, các chủ nhà hội sai sứ nói cùng hai người rằng: Hỡi anh em, nếu có mấy lời khuyên bảo dân chúng, hãy giảng đi. Phao-lô bèn đứng dậy, lấy tay làm hiệu rồi nói rằng: Hỡi người Israel và các người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy nghe. Đức Chúa Trời của dân Israel này đã chọn tổ phụ chúng ta, làm cho dân ấy thạnh vượng lúc ở ngụ nơi ngoại quốc, tức là trong xứ Ai Cập, và Ngài dùng cánh tay cao dẫn họ ra khỏi xứ đó. Ước chừng 40 năm, Ngài chịu tính nết họ trong nơi đồng vắng. Lại khi đã phá bãi dân trong xứ Canaan, Ngài khiến họ nhận lấy đất của các dân đó độ trong 450 năm. Kế đó, Ngài lập cho họ các quan đoán xét cho đến đời tiên tri Samuel. Bây giờ, dân đó xin một vị vua, nên Đức Chúa Trời ban Sao-lơ, con của Ki-sơ về chi phái Benjamin, trị họ trong 40 năm. Đoạn, Ngài bỏ vua đó, lại lập David làm vua, mà làm chứng về người rằng: Ta đã tìm thấy David, con của Giê-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. Theo lời hứa, Đức Chúa Trời bèn bởi dòng dõi người mà dấy lên cho dân Israel một cứu Chúa, tức là Đức Chúa Giê-xu. Trước khi Đức Chúa Giê-xu chưa đến, Giăng đã giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn cho cả dân Israel. Giăng đang lo làm trọn công việc mình thì nói rằng: Ta chẳng phải là đấng mà các ngươi tưởng, nhưng có đấng đến sau ta. Ta chẳng xứng đáng mở dây dài ngài. Hỡi anh em là con cháu dòng Abraham và kẻ kính sợ Đức Chúa Trời, lời rao truyền sự cứu chuộc này đã phán cho chúng ta vậy. Vì dân và các quan ở thành Jerusalem chẳng nhìn biết Đức Chúa Giê-xu này, nên lúc xử tội ngài, chúng đã ứng nghiệm lời của các đấng tiên tri mà người ta thường đọc trong mỗi ngày Sa-bát. Dầu trong ngài chẳng tìm thấy cớ gì đáng chết, họ cứ xin Phi-lát giết ngài đi. Họ đã làm cho ứng nghiệm mọi điều chép về ngài rồi, thì hạ ngài xuống khỏi thập tự giá mà chôn trong mã. Song Đức Chúa Trời đã làm cho ngài từ kẻ chết sống lại. Những kẻ theo ngài từ xứ Galilê lên thành Jerusalem đã được thấy ngài lâu ngày, và hiện nay đều làm chứng về ngài giữa dân chúng. Còn chúng tôi thì rao truyền cho các anh em tin lành này về lời hứa ban cho tổ phụ chúng ta rằng: Đức Chúa Trời bởi khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại thì đã làm ứng nghiệm lời hứa đó cho chúng ta là con cháu của tổ phụ, y như đã chép trong sách Thi Thiên đoạn thứ 2 rằng: Con là con trai ta, ngày nay ta đã sanh con. Ngài đã làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại, đặng nay khỏi trở về sự hư nát nữa. Ấy về điều đó mà Ngài đã phán rằng: Ta sẽ thành tín giữ cùng các ngươi lời hứa thánh đã phán với David. Lại trong câu khác cũng có phán rằng: Chúa chẳng cho đấng thánh ngài thấy sự hư nát đâu. Vả, vua David lúc còn sống làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời. Đoạn qua đời, người đã được trở về cùng các tổ phụ mình và đã thấy sự hư nát. Nhưng đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại chẳng có thấy sự hư nát đâu. Vậy hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em. Lại nhờ ngài mà hễ ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình.
Nên hãy giữ lấy cho khỏi mắt điều đã chép trong sách tiên tri rằng: hỡi kẻ hay khinh dễ kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi. Vì trong đời các ngươi, ta sẽ làm một việc, nếu có ai thuật lại cho, các ngươi cũng chẳng tin. Khi hai người bước ra, chúng xin đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận các lời đó. Lúc hội đã tan, có nhiều người Giu-đa và người mới theo đại Giu-đa đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát sau, gần hết cả thành đều nhóm lại để nghe đạo Chúa. Song những người Giu-đa thấy đoàn dân đó thì đầy lòng ghen ghét, nghịch cùng lời Phao-lô nói và mắng nhiếc người. Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạng dĩ rằng: ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi. Nhưng vì các ngươi đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây này, chúng ta mới xây qua người ngoại. Vì Chúa có phán dặn chúng ta như vậy: ta lập ngươi lên đặng làm sự sáng cho các dân, hầu cho ngươi đem sự cứu rỗi cho đến cùng cõi đất. Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời đều tin theo. Đạo Chúa tràn ra khắp trong xứ đó. Nhưng các người Giu-đa xúi dục những đàn bà sang trọng sốt sắng và dân đàn anh trong thành, gây sự bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ, phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Iconi. Còn các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh vậy. Chương 14. Tại thành Iconi, Phao-lô và Ba-na-ba cùng vào nhà hội của người Giu-đa và giảng một cách đến nỗi có rất nhiều người Giu-đa và người Grec tin theo. Song những người Giu-đa chưa chịu tin thì xúi dục và khiêu chọc lòng người ngoại nghịch cùng anh em. Dù vậy, Phao-lô và Ba-na-ba ở lại đó cũng khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa, và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Nhưng dân chúng trong thành chia phe ra, kẻ thì theo bên Giu-đa, người thì theo bên hai sứ đồ. Lại khi những người ngoại và người Giu-đa cùng các quan mình nổi lên đặng hà hiếp và ném đá hai sứ đồ, thì hai sứ đồ đã biết trước, bèn trốn tránh trong các thành xứ Lycaoni là thành Lystra, thành Derbe và miền chung quanh đó mà giảng tin lành. Nơi thành Lystra có một người liệt chân, què từ lúc mới sinh ra, chẳng hề đi được. Người ngồi và nghe Phao-lô giảng. Phao-lô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được, bèn nói lớn tiếng rằng: ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên. Người nhảy một cái rồi đi. Dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm thì kêu lên bằng tiếng Lycaoni rằng: các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. Chúng bèn xưng Ba-na-ba là thần Jupiter, còn Phao-lô là thần Mercure, vì là người đứng đầu giảng đạo. Thầy cả của thần Jupiter có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ. Nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó, bèn xé áo mình, sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng: hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Dầu vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Tuy sứ đồ nói như vậy, chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng dâng cho mình một tế lễ. Bây giờ có mấy người Giu-đa từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phao-lô, tưởng người đã chết nên kéo ra ngoài thành. Nhưng các môn đồ đưa nhóm chung quanh người thì người vùng đứng dậy và vào trong thành. Bữa sau, người đi với Ba-na-ba đến thành Đẹp Bơ.
Khi hai sứ đồ đã rao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về thành Lystra, thành Iconi và thành Antioch, dục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Khi hai sứ đồ khiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh, cầu nguyện và kiên ăn xong thì dâng các người đó cho Chúa là đấng mình đã tin đến. Kế đó, hai sứ đồ vượt qua đất BCD đến trong xứ Pamphili. Sau khi đã truyền đạo tại thành Bẹt Dê rồi thì xuống thành Actali. Từ nơi đó, hai người chạy buồm về thành Antioch là chỗ mình đã ra đi, được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công việc mình vừa mới làm xong. Hai người đến nơi, nhóm họp hội thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm và Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại là thế nào. Hai người ở tại đó lâu ngày với các môn đồ. Thi Thiên 140. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu tôi khỏi kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu ác nơi lòng. Hằng ngày chúng nó hiệp lại đặng tranh chiến, chúng nó mài nhọn lưỡi mình như rắn, có nọc độc rắn hổ trong môi mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ tôi khỏi tay kẻ ác, bảo hộ tôi khỏi người hung bạo, là kẻ toan mưu làm bước tôi vấp ngã. Những kẻ kiêu ngạo đã gài bẫy và trăng dây cho tôi, giương lưới dọc dài theo đường, chúng nó cũng đặt vòng gài tôi. Tôi thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin lắng tai nghe tiếng nài xin của tôi. Hỡi Chúa Giê-hô-va là sức lực về sự cứu rỗi tôi, Chúa che chở đầu tôi trong ngày chiến trận. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chớ ứng hoàng sự ước ao kẻ ác, chớ giúp thành mưu kế nó, e nó tự cao chăng. Nguyện sự gian ác của môi những kẻ vây tôi bao phủ đầu chúng nó. Nguyện than lửa đỏ đổ trên chúng nó. Nguyện chúng nó bị quăng vào lửa trong nước sâu, chẳng cất dậy được nữa. Người nào có lưỡi gian trá chẳng được vững lập trong xứ, tai họa sẽ đuổi theo kẻ hung bạo đặng đánh đổ hắn. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ kẻ khổ nạn, đoán xét công bình cho người thiếu thốn. Người công bình hẳn sẽ cảm tạ danh Chúa, người ngay thẳng sẽ ở trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình
xin gửi về Gmail dưỡnglinhcodoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.